Tứ Thánh Đế chính là bốn sự thật cao quý. Sự thật thứ nhất, không ai có thể tránh được, đó là khổ. Nó theo chúng ta như bóng theo hình. Sự thật thứ hai, nguyên nhân của khổ đau, vì ngu muội, tham lam, sân giận, sầu não, lo lắng, sợ hãi và thất vọng, chấp ngã. Sự thật thứ ba, sự chấm dứt khổ đau, đó là trí tuệ, là hiểu biết sự thật về bản thân, về cuộc đời. Trí tuệ và cái thấy này đưa đến chấm dứt khổ đau và phát sinh sự an lạc. Sự thật thứ tư, con đường diệt khổ, đó là bát chánh đạo được nuôi dưỡng bằng tỉnh thức chánh niệm, đưa đến định và tuệ, giải thoát mọi sự khổ đau. Con đường ấy là gì? Đó chính là tám con đường chân chánh. Nhờ có sự thấy biết như thật, tư duy như thật, suy nghĩ như thật, nói năng như thật, việc làm chân chánh, đời sống chân chánh, siêng năng chân chánh, an trú tâm chân chánh, sẽ dẫn dắt hành vi của chúng ta. Và ta chính là pháp. Ta đã chứng được con đường ấy và sẽ giúp cho chúng sinh được giải thoát niết bàn.